Thỏ con Enoch. Hôm nay là chủ nhật, thỏ con Enoch được nghỉ ở nhà. Enoch ra bờ hồ hái cỏ non giúp mẹ. Trên đường ra bờ hồ phải đi qua một khu rừng, nhưng Enoch không sợ đâu. Hổ tuy to thật đấy, nhưng thỏ con vừa nhanh nhẹn vừa dũng cảm cơ mà. Ra đến bờ hồ, thỏ con thấy bóng mình in xuống dưới đáy hồ, sợ quá, tưởng con vật gì kêu lên: "Ôi, có con vật gì ở dưới hồ mẹ ơi." Nói rồi, thỏ con nhắm mặt dọa lại con vật ở dưới hồ, thì con vật ở dưới hồ cũng nhắm mặt dọa lại thỏ con. Thỏ con thè lưỡi ra, thì con vật ở dưới hồ cũng thè lưỡi ra. Thỏ con bực mình quá và nghĩ ra một cách: phải đi tìm một cái gậy to tướng cầm trong tay để đánh con vật ở dưới hồ. Nói rồi, thỏ con đi tìm một chiếc gậy to tướng cầm trong tay, giơ lên định phang con vật ở dưới hồ. Thì lạ thay, con vật ở dưới hồ cũng có một chiếc gậy to tướng như thỏ con. Thỏ con sợ quá, kêu lên: "Ơi, nó cũng có gậy mẹ ơi." Nói rồi, thỏ con chạy một mạch về nhà đem chuyện kể lại cho mẹ thỏ nghe. Mẹ thỏ bảo: "Con cứ đi ra bờ hồ, lần này con đừng nhắn mặt, đừng thè lưỡi và cũng đừng giơ gậy phang con vật ở dưới hồ nữa, mà con phải cười thật tươi với con vật dưới hồ xem sao." Nghe lời mẹ dặn, thỏ con lại đi ra bờ hồ. Lần này, thỏ con cũng thấy bóng mình in xuống dưới đáy hồ. Thỏ con không nhăn mặt, không thè lưỡi và cũng không giơ gậy phang con vật ở dưới hồ nữa. Thỏ con cười rất tươi với con vật ở dưới hồ. Thì lạ thay, con vật ở dưới hồ cũng cười lại rất tươi với thỏ con. Thỏ con về nhà đem chuyện kể lại cho mẹ thỏ nghe. Mẹ thỏ bảo: "Đấy, con biết không, con vui với bạn thì bạn sẽ vui lại với con cơ mà."